Chương trình Từ Thưa với luật sư Trịnh Văn Tuyên, hôm nay chúng ta lại có một đề tài nóng bỏng để bàn về. Trước thông tin giàn khoan Hải Dương 982 của Trung Quốc đã vào vùng Biển Đông, chúng tôi sẽ tìm hiểu thực chất vị trí của nó ở đâu trong Biển Đông, có xâm phạm vùng biển của Việt Nam hay không. Thì qua những hình ảnh của vệ tinh, chúng tôi sẽ trình chiếu cho quý vị để biết được sự thật là giàn khoan Hải Dương 982 của Trung Quốc có xâm phạm vùng biển Việt Nam hay không. Thưa quý vị, đây là một dự án đặc biệt của nhóm Indo-Pacific Intelligence Unit và Đại sứ ký Biển Đông, và họ đã theo dõi qua hai hệ thống vệ tinh Sentinel-2 và Landsat. Từ những bức ảnh của các vệ tinh thì sẽ nghiên cứu và sẽ chỉ ra vị trí của giàn khoan 982. Chương trình Từ Thủ Đô với luật sư Trịnh Văn Tuyên hôm nay tạm chấm dứt nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.